Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thêm 3 món đồ chơi mà thuộc về những chú voi nha các bạn. Rồi mà các bạn xem chi tiết nha. Đầu tiên mình sẽ review cho các bạn xem đó là chú voi đánh trống các bạn. Thì sản phẩm này các bạn, nó dùng 3 viên pin lắp ở dưới bụng của ở dưới cái chân của con voi các bạn. Thì sản phẩm khi nó chạy thì nó sẽ có đèn led, các bạn nhìn chú ý ha. Ngay cái trống thì nó có rất là nhiều đèn led chiếu chiếu các bạn, đặc biệt là chơi ban đêm. Thì với bánh xe nó cũng là bánh xe tròn các bạn, xoay 360 độ các bạn ha. Thì gặp vật cản nó cũng tự động tránh cái chỗ khác, rất là dễ chơi và tiện lợi các bạn. Và sản phẩm nó cũng có tay cầm luôn. Thì ba mẹ thích thì lắp tay cầm vào, còn không thích thì tháo tay cầm qua. Con em chúng ta vẫn chơi được đồ chơi dùng pin ha. Thì sản phẩm thứ hai mình muốn review đó là cái chú voi nằm các bạn. Thì chú voi nằm các bạn, thì sản phẩm này nó cũng dùng 3 viên pin luôn, nó cũng lắp ở dưới bụng luôn các bạn. Thì cái đầu của con voi này nó sẽ đút lắc được nha các bạn. Ở trên sản phẩm thì cũng có tay cầm luôn các bạn đó. Thì những sản phẩm này là thuộc thì sản phẩm mà lồng đèn trung thu các bạn, nhưng mà nói về lồng đèn trung thu thôi, nhưng mà chúng ta vẫn là thuộc về đồ chơi dùng pin nha các bạn. Chúng ta tháo tay cầm ra thì vẫn chơi được đồ chơi dùng pin ha, rất là bình, rất là dễ dễ ha. Tại vì nó đối với cái đồ chơi dùng pin á, lồng đèn trung thu chúng ta chỉ chơi được mùa trung thu thôi đó. Còn nhưng mà đối với những đồ chơi dùng pin thì chúng ta chơi được quanh năm các bạn. Thì các bạn tháo cán ra là các bạn chơi được đồ chơi dùng pin thôi. Thì sản phẩm nó cũng chạy các bạn ha, được vật cản thì lái chỗ khác thôi đó, các bạn nhìn ha. Rồi sản phẩm thứ ba mình muốn review đó là cái chú voi chạy pin các bạn. Sản phẩm này thì nó nhỏ hơn những sản phẩm kia. Bởi vì sao? Bởi vì cái sản phẩm này các bạn, nó một thùng nó tới 168 con lận. Các bạn nhìn kỹ nè, thì nó cũng có 3 màu á, màu hồng, màu xanh lá cây và màu xanh dương các bạn ha. Thì hôm trước mình cũng có làm một cái video mà nói về ba anh em voi trốn ra vườn các bạn, nhưng mà video nó dài quá thì làm cho các bạn xem sẽ, đặc biệt là những các bạn mà muốn cập nhật những mẫu mã thì nó rất là mất về thời gian. Thì hôm nay mình sẽ làm lại cái mẫu mã này, cái video này ngắn lại để cho các bạn cập nhật nó dễ dàng hơn đó, cho nó nhanh hơn, nhanh thời gian cho các bạn hơn. Chứ làm video dài quá thì các bạn cập nhật mất thời gian các bạn lắm. Các bạn xem á, thì sản phẩm nó dùng 3 viên pin á, đi á, hát nhạc đèn led các bạn ha, rất là dễ thương ha. Rồi các bạn cho mình xin tí thời gian nha. Thì qua những cái video của mình làm các bạn, thì các bạn hãy cho mình một cái lời góp ý. Cái thứ nhất á, là mình làm cái video á, là mình nên làm một sản phẩm trên một video, hay là mình làm nhiều sản phẩm một video. Để chi các bạn, tại vì nhiều khi á, những các bạn mà muốn cập nhật những sản phẩm đồ chơi trẻ em các bạn, để các bạn biết được thị trường hiện tại bây giờ ra những sản phẩm nào để các bạn mà đi buôn bán á, thì các bạn chỉ có những bạn thì chỉ muốn một sản phẩm thôi, muốn một sản phẩm để chi, để mình xem cái video đó nó nhanh hơn, nó thời gian nó dễ hơn. Thì mà nếu như có cái ý kiến như vậy á, thì các bạn có thể để lại cái bình luận ở dưới cho mình đó. Có thể là mình làm một sản phẩm một video, hay là nhiều sản phẩm trên một video, để mình tiết kiệm thời gian cho các bạn xem, và cũng dễ cho mình khi mình làm video hơn nữa. Tại vì khi mình làm video thì mình làm theo bản thân của mình thôi, các bạn xem thì nhiều khi các bạn ý này người ý kia thì mình cũng không biết, nên mình cho mình một lời góp ý. Nếu như mà ok thì một sản phẩm cho một video thì mình làm theo cái video đó, còn nếu như không thì nhiều sản phẩm thì mình làm theo video đó, kết hợp 2-3 sản phẩm, 4 sản phẩm gì đó, mình gồm chung một video mà cùng sản phẩm cho các bạn xem cho nó dễ dàng hơn. Có gì các bạn hãy để lại bình luận cho mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới nha. Bye bye.